Xin chào anh em quay trở lại với cả Hacom. Như anh em biết thì trong khoảng tầm tháng 6 năm 2022, lúc đấy thì thị trường card đang điên đảo lên và Intel đã cho ra mắt một chiếc card mà nghĩ rằng có thể cứu thế được thị trường, đó chính là chiếc card Arc. Chiếc card đó được Intel coi rằng là người sẽ gọi là sàn lại Nvidia, sẽ cứu giúp những người chơi game không có cảm hình. Nhưng sự thực là không phải thế đâu anh em. Intel Arc có thể coi là một cú flop trong thị trường cảm hình. Nhưng mà liệu rằng sau gần một năm, tức là khoảng tầm 10 tháng thì phải, thì chiếc card đó có còn là một cú flop như chúng ta đã từng thấy không? Trên tay mình đây là chiếc card Intel Arc A380 và hãy cùng mình check xem hiệu năng của nó cho năm 2023 như nào nhá. Khi mà chúng ta mới mua card Arc ấy, thì cái vấn đề đầu tiên chúng ta lo lắng đó chính là số lượng game có thể chơi được. Bởi vì vào những ngày đầu tiên mà card Arc ra mắt, chúng ta có thể nhớ rằng là những chiếc game DirectX 12 chạy rất ổn, nhưng mà DirectX 9 thì không được. Liệu rằng trong tháng 4, bây giờ hiện tại đang là tháng 4, cuối tháng 4 rồi, thì nó đã khác chưa? Cùng thử bật vài game lên, mấy nghìn game lên xem nhá. Ok, Apex Legends, RX 11, chơi bình thường. Ok, CSGO DirectX 9, chơi bình thường. Elden Ring trên DirectX 12, bình thường luôn. Cyberpunk DirectX 12 chạy thoải mái. GTA 5 chạy DirectX 11 cũng ok luôn, chả vấn đề. Và cùng là Rainbow Six Siege ở DirectX 11 chạy cũng khá là ok đấy anh ạ. Để nếu mà nói thì mình thấy rằng là đa số các tựa game đều có thể chạy được trên Intel Arc. Có vẻ như là Intel đã cố gắng hết sức để gọi là tối ưu driver và chạy được những tựa game không chỉ DirectX 12 còn là DirectX 10, 11, 9 các kiểu nữa. Nhưng mà tại sao em lại flop đến như thế? Tại sao không ai mua? Tại sao mà Hacom chúng mình một con cạc vẫn ngồi đấy từ rất lâu rồi? Thứ nhất, khi mà Intel Arc ra mắt, mình nghĩ rằng thời điểm ra mắt thế là quá muộn rồi. Bởi vì sau đấy khoảng tầm 3 tháng thôi, tức là khoảng tầm giữa tháng 9, thì ETH đã rơi vào trạng thái là proof of stake, tức là anh em không thể nào mà đào coi được từ ETH nữa, khiến cho thị trường cạc gọi là chao đảo và rơi xuống tới mức đáy luôn. Khi đó thì với mức giá 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu đã có thể mua được những chiếc cạc mạnh bằng hoặc là mạnh gấp đôi, gấp 3 so với cả chiếc Intel Arc này. Điều thứ hai, mình nghĩ rằng kể cả nếu mà giá gọi là giá thị trường có sau này đi kia đi thì chiếc card Intel Arc này cũng không hề có một mức giá cạnh tranh. Anh em phải biết rằng là nếu mà cho so sánh thời điểm bây giờ nhé, và lúc tháng 5, đầu tháng 5 này, thì chiếc card Intel Arc này có mức hiệu năng thuần ngang bằng với cả GTX 1650, mà anh em thấy đấy, mức giá nó không hề ổn hơn đúng không? Đấy, mà trong khi nhá, kể cả tính cả lúc mà chiếc giá chiếc cạc này khi mà chưa giảm giá đi, khi mà thị trường cạc vẫn cao đi, tuy rằng chiếc cạc này mức giá vẫn thấp hơn 1650 khi mới ra mắt, nhưng mà anh em phải hiểu rằng cái driver của em này cực kỳ là bất ổn định luôn. Lúc ra mắt thì chỉ chạy được những tựa game DirectX 12 một cách ổn áp, những tựa game DirectX 9 này, 10, 11 này thì cực kỳ là tệ luôn. Mà kể cả bây giờ sau khi update driver thì sự giật lag vẫn xuất hiện ở trên các tựa game của anh em. Ví dụ như khi mình chơi tựa game CS:GO ở DirectX 9 ấy, thì anh em phải hiểu rằng là tuy rằng cái mức FPS trung bình khoảng tầm 250-300, nhưng mà cái lúc mà mình chơi ấy, thì giật vô cùng, cái frame time cực kỳ là lớn và kiểu nó bị khựng đấy, rất là khó chịu. Các công nghệ của Intel thì cũng chưa được tối ưu, ví dụ như là công nghệ upscale của Intel khi mà mình chơi ở Cyberpunk ấy, ở cái mức low bình thường, Full HD bình thường thì là 49 FPS, nhưng mà khi bật cái upscale lên để được nhận được nhiều FPS hơn thì lại bị lốc lại ở 12.9 FPS, cực kỳ là khó chịu. Mà kể cả bây giờ đấy chăng nữa, nếu mà Intel giải quyết được vấn đề về driver thì yếu tố thứ ba mà khiến cho Intel không được ưu chuộng trong thời điểm hiện tại, khiến cho Intel không bị flop với chiếc card Intel Arc này, đó chính là cái sự thiếu mẫu mã. Anh em phải hiểu rằng là cả Hacom chúng mình chỉ có mỗi con Intel Arc này thôi, mà anh em biết rồi đấy, Hacom chúng mình rất lớn, rất to, bán được rất nhiều card đúng không, mà lại chỉ có mỗi chiếc Intel Arc A380 là phiên bản thấp nhất này, còn không có các hãng khác, chỉ có phiên bản của Asus thôi. Thế thì là một người dùng mới, chúng ta đi tìm không có mẫu mã, mà anh em biết rồi đấy, có người thích Asus, có người thích MSI, có người thích gọi là Gigabyte, có người thích Asus, thế nên là không có mẫu nào để chọn cả. Và cuối cùng
Một điều nữa, điều thứ năm ấy, đó chính là chiến dịch marketing của Intel. Khi mà Intel mới ra mắt dòng ARC A380, A377, A770 hay là A750 thì họ đưa ra một cái chiến dịch marketing là kiểu là đây là chiếc card tốt nhất, đây là chiếc card xịn nhất, đây là chiếc card ngầu nhất, đúng không? Anh em thấy đúng không? Cái thời điểm đấy ấy, thì những người xem cảm giác rất là gượng, một cái content rất là gượng, bởi vì ai cũng biết rằng là chiếc card này nó không xịn như thế, chiếc card này nó không mạnh như thế. Mà đấy, bản thân chúng mình làm video, chúng mình cũng không thể nào mà chúng mình tập trung vào kiểu khen chiếc card này vô cùng xịn, vô cùng đẹp, và mình chỉ có thể tập trung vào những cái điểm mạnh duy nhất của nó thôi, mà đến anh em cũng cảm thấy rằng như một cái content lùa gà vậy. Thế thì thế nào? Đấy, thế thì đáng nhẽ ra nếu mà Intel họ đưa ra một chiến dịch theo kiểu họ làm đây là chiếc card đầu tiên của chúng tôi đây là lần đầu tiên chúng tôi làm cả màn hình rồi, nó là những chiếc card như này, nó yếu như này, nó có những điểm yếu như này, và nó sẽ có một vài điểm mạnh như này, đây sẽ là những sản phẩm mà chứng minh được rằng chúng tôi có khả năng để chế tạo ra cả màn hình rời, và hãy đợi sản phẩm tiếp của chúng tôi. Nếu mà chiến dịch marketing của Intel mà như thế thì người dùng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, và họ cảm thấy tin tưởng hơn Intel. Bởi vì anh em phải hiểu ấy là Intel họ có những thế mạnh riêng của họ. Ví dụ như chiếc card ARC ở đây là chiếc card thấp nhất, giá tiền rẻ nhất có AV1 nếu mà anh em cần. Và cái điểm mạnh lớn nhất của Intel ấy, đó chính là fanbase của Intel quá là khủng bố. Anh em phải hiểu rằng bây giờ nếu mà anh em loại bỏ Nvidia đi, tự dưng công ty Nvidia biến mất đi hoàn toàn trên thế giới này, thì chắc chắn anh em dù là card AMD có xịn bao nhiêu, dù có ngầu bao nhiêu, dù có giá rẻ bao nhiêu, rất nhiều anh em vẫn muốn mua card Intel, bởi vì là cái name brand của Intel nó đã quá lớn rồi. Cũng giống như kiểu là bây giờ ấy, dù là AMD giá rẻ hơn, AMD hiệu năng cao hơn, nhưng mà mọi người vẫn chọn Nvidia. Thế nói chung là mình nghĩ rằng tương lai của Intel ARC rất là sáng lạ, bởi vì mình biết rằng Intel có đủ tài nguyên và nhân tài để có thể phát triển được dòng card này. Và như anh em thấy cái bảng kết quả đây, khi mà mình so sánh phiên bản driver cũ và phiên bản driver gần nhất thì đã có sự tăng trưởng nhẹ nhẹ tùy vào tựa game. Thế cũng khá là tốt đúng không? Nếu mà anh em hứng thú và có thể mong chờ vào một tương lai mới hơn của Intel ARC ấy, thì có thể check ngay chiếc card này tại Acom nhá. Còn nếu mà anh em cảm thấy rằng chiếc card xịn nhất bây giờ mà anh em có thể mua, nên mua, thì mình khuyên rằng đó là chiếc card RTX 4070, chiếc card mới xịn mà anh em đáng mua nhất. Mình cũng sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhá. Mình là Hoàng. Nếu mà anh em cảm thấy video này rất hay và hấp dẫn, đem lại nhiều thông tin hữu ích, thì bấm like và subscribe nhá. Cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.